Thế là chúng tôi cũng đã đi đến chặng đường cuối cùng. Những vệt nắng lặng lẽ nếp mình sau những tán lá xanh mướt. Sân trường mới đó rộn rã với tiếng cười, người nói, mà giờ đây chỉ nghe khe khẽ tiếng lá xào xạc giữa không trung. Những bước chân nhanh nhanh, những nụ cười hớn hở, những cái ôm siết bao thân tình. Tất cả những điều quen thuộc ấy tại mái trường Đại học Tân Tạo sẽ mãi mãi là những kỷ niệm đẹp, bởi ngày chúng tôi rời xa ngôi trường 6 năm gắn bó đã đến rất gần. 6 năm học, một khoảng thời gian không dài nhưng đủ để khắc ghi biết bao kỷ niệm dưới mái trường đại học. 6 năm học, chúng em đã được sống trong sự dạy bảo tận tâm, nhiệt huyết của thầy cô. Thầy cô chính là người đã dìu dắt, bảo ban và dẫn lối chúng tôi đến bến bờ tri thức. Những ngày đầu là sinh viên trường Đại học Tân Tạo gặp phải biết bao bỡ ngỡ và những điều mới lạ. Nhưng với lòng nhiệt huyết, năng lượng của tuổi trẻ, chúng tôi đã nhanh chóng hòa mình vào môi trường học thuật và sinh hoạt ngoại khóa sôi nổi. Cuộc đời sinh viên thấm thoát cũng đã trôi qua, đầy ắp những cảm xúc và giờ chỉ còn là nỗi nhớ da diết với mái trường Tân Tạo. When you enter university for the first time, you are naive, shy, teeming of nervousness, yet filled with curiosity and eagerness to learn new things. With that intention to become success, suddenly your six-year journey had become to an end in the blink of an eye. And then you realize that you have become a different person, a better version of yourself. The things you learn during your time in medical school are not only about the knowledge, but also life experiences. Soft skill to improve yourself. If there's a tiny little advice that I can give to our fellow students or even our freshmen, that would be let yourself be challenged. Because if there's no challenge in your life, we wouldn't have any experience and any chances to discover our potentials. I know it's a long, hard, and difficult process, but I assure you, it is worth it. In the end, when all challenges were accomplished, you would be able to say, I succeeded. The most motivating thing which helps me to always try my best, even after graduation, comes from TTU teacher. I am among the first student to graduate from TTU medical faculty, so I only have my teacher to look up to. I've seen amazing efforts from my teachers who not only attempt to teach me with everything they got, but also try to cultivate us to become a better version of ourselves. I would like to thank them all for being a great example for us to follow. And I hope I can continue to do their job as a TTU alumna. Last but not least, I would like to say thanks to Tân Tạo University, which brought me the opportunities to achieve the first step towards my career. Nhớ nhất những ngày tháng cặm cụi bên chiếc đèn bàn để hoàn thành bài tập của các thầy, những ngày học lâm sàng, thực tập tại các bệnh viện cùng thực hành và trao đổi để giải quyết vấn đề với các giáo sư đối với chúng tôi chỉ mới như ngày hôm qua. Rồi những ngày ăn uống vội vã, giấc ngủ chập chờn, đổ gục trên ghế, thức trắng đêm vì những bệnh nhân đang ngày đêm đấu tranh với căn bệnh của họ. Chúng mình đã cùng nhau cười nói vui vẻ trong màu áo xanh của thanh niên xung kích, cùng nhau đem đến niềm vui cho các em nhỏ tại các mái ấm. Nụ cười của các em như thắp lửa cho chúng tôi về sứ mệnh và nghĩa vụ của người thầy thuốc sau này. Rồi những ngày đổ mồ hôi, tất bật tổ chức những buổi workshop khám sức khỏe miễn phí cho cộng đồng. Tất cả chúng tôi đều đã trưởng thành sau những ngày tháng thanh xuân tươi đẹp ấy. Với tư cách là quyền hiệu trưởng trường Đại học Tân Tạo, tôi xin gửi lời chúc chân thành và tốt đẹp nhất đến các tân khoa của khoa kinh tế, kỹ thuật, công nghệ sinh học, ngôn ngữ và nhân văn, và nhất là các bác sĩ tân khoa của khoa y. Hôm nay là một ngày trọng đại, vì đây là một ngày đầu tiên của một tương lai sự nghiệp đầy tươi sáng và hy vọng. Good morning. I am Dr. Ernest Tallarico from Indiana University School of Medicine in Gary, Indiana, United States of America. I've had the privilege and honor of teaching a number of you in anatomy and problem-based case study, and I've kept in contact with you over the years, as well as some of our high school students through email and other communications. So I've been honored to see you grow and develop in your careers, both personally and professionally. So I'd like to take a moment today to congratulate you on your great achievement of your graduation and wish you well. You will excel to the stars. Congratulations once again. Good morning. Congratulations to all TTU who graduate this cohort today. I know you are so lucky to be as TTU students
but also thanks for part of teaching you doubt. Be happy and enjoy with this great moment, but please remember that you just finished the very early steps in the whole journey, and of course you will have a long way to go later. Please find your own life purpose and live with it. And also remember that the past has gone, the future is not coming yet. The only thing, the present and the now, is true. Please spend your time to do the best in the now and the present. Today, you graduate from academic university like Tan Tong University, but please again remember that you still have the life university to graduate. Move forward to get the life university degree. Upgrade yourself with your mission and your life purpose. Again, congratulations on TTU student. Đâu đó trong niềm vui ngày ra trường là những cảm xúc bất chợt vỡ hòa khi phải nói lời chia tay. Bùi ngùi, quyến luyến vì chia tay, hạnh phúc vì thành quả đã đạt được và pha trộn nhiều niềm tiếc nuối. Rồi đây, những người bạn thời đại học hôm nay cũng sẽ rẽ về trăm hướng, đi qua trăm nẻo và sẽ bay đến những chân trời mới để thực hiện ước mơ của riêng mình. Nhưng xin hãy lưu giữ cho nhau những gì đẹp nhất về tình bạn này. Xuân giống như một cơn mưa rào, dù bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa, bạn vẫn muốn được đắm chìm trong cơn mưa ấy một lần nữa. Sau buổi lễ này, chúng tôi sẽ rời mái trường Tân Tạo thương yêu để sẽ bước sang hành trình mới để theo đuổi những hoài bão riêng. Chặng đường ấy có lẽ sẽ có nhiều chông gai và thử thách hòng cục ngã chúng tôi. Nhưng với tinh thần của sinh viên Tân Tạo, chúng tôi nhất định không đầu hàng, nhất định cố gắng với tinh thần chiến thắng, không kiêu ngạo, thất bại không nản chí và gian nan không lùi bước. Xin tạm biệt thầy cô, bạn bè, trường đại học Tân Tạo yêu dấu, chia tay nhé và nhất định chúng ta sẽ gặp lại nhau. Và một chặng đường mới lại bắt đầu.